Với số ca mắc COVID-19 cao như hiện nay, cộng với hơn 90% người mắc bệnh thường không có biểu hiện triệu chứng hoặc bị nhẹ, nên đa phần những F0 nhẹ thường được cho điều trị tại nhà dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế cơ sở. Và cũng chính vì quá lo lắng cho sức khỏe của bản thân, nhiều người bệnh đã tự ý đặt mua các loại thuốc điều trị COVID-19 được bán ở trên mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo thuốc điều trị COVID-19 phải được dùng theo đơn của bác sĩ, người bệnh không tự ý mua để sử dụng bởi rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của bản thân. Hoạt động trong mạng lưới bác sĩ đồng hành, bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh thường xuyên nhận được những tin nhắn nhờ hỗ trợ của các F0 điều trị tại nhà. Trong đó không ít các câu hỏi về cách sử dụng và các thuốc điều trị COVID-19 với danh nghĩa hàng sách tay đang giao bán trên mạng xã hội. Hàng sách tay mà chúng ta không kiểm nghiệm được cái vấn đề nguồn gốc thì đang hỏi mình là đem là cái này, thông thường người ta nói rằng cái này chúng ta điều trị là 3 ngày là F0 là trở về âm tính, hoặc là điều trị dự phòng để dành cho những ở nhà chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân hoặc dùng cho để cho ngăn ngừa điều trị COVID. Khi mình tìm hiểu xong thì mình thấy là dùng cái này nó phải có những chỉ định và cái hiệu quả nó cũng hoàn toàn không thần thánh như mình nghĩ, bởi vì tất cả những cái thuốc mà điều trị hỗ trợ thì nó rất nhiều dạng, dùng từ hỗ trợ thì nó có thể không, tức là cái hiệu quả của nó mang tính chất là tương đối. Trên thực tế, nhiều người bệnh khi điều trị tại nhà vì quá lo lắng đã bỏ tiền tự mua thuốc kháng virus được quảng cáo để điều trị COVID-19. Trong khi, theo các chuyên gia, tất cả những thuốc được bán trên mạng xã hội hoặc giới thiệu là hàng sách tay đều không được kiểm soát về chất lượng, thậm chí không loại trừ đó là thuốc giả. Và việc phân biệt chúng là điều không dễ dàng. Đôi khi rất khó để phân biệt giữa thuốc thật và thuốc giả. Chúng ta nhớ một điều là gì? Trong thuốc thì nó có cái thành phần, nó gọi là cái dẫn chất để sử dụng, và nó có các tá dược cũng như là các cái công thức để làm ra cái thuốc đó. Người ta hoàn toàn có thể mua các dẫn chất ở trên mạng, sau đó thì người ta đóng viên rồi người ta dập nhãn rồi vân vân, hoàn toàn người dùng có thể bị lừa, có thể bị sử dụng thuốc giả. Việc dùng thuốc là như con dao hai lưỡi, chúng ta phải dùng những cái thuốc được Bộ Y tế cấp phép. Cái thứ hai là dùng lúc nào, dùng cho đối tượng nào. Tránh cái việc mà dùng tràn lan, thứ nhất là mua những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc. Cái thứ hai là dùng thuốc không đúng trong cái thời kỳ bệnh của mình và gây ra những cái ảnh hưởng tới sức khỏe. Và chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là các cái hệ thống điều trị y tế cơ sở người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn về vấn đề điều trị các cái thuốc kháng virus này. Cũng theo các bác sĩ, thuốc điều trị COVID-19 là thuốc vẫn đang trong quá trình theo dõi thử nghiệm. Việc điều trị cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ và có sự giám sát y tế. Người bệnh không thể tự ý sử dụng bởi rất có thể sẽ gây những hiệu quả ngược. Thuốc nào nó cũng có tác dụng phụ của nó. Nếu anh dùng sớm có thể là không tốt. Anh dùng sớm có khi là tạo điều kiện cho virus bùng lên. Anh dùng muộn thì cũng không tốt. Chúng ta dùng tất cả những thuốc gì mà chúng ta được xem là thì có thể bị cái tác hại của thuốc, tác dụng phụ của thuốc gây nên. Đặc biệt là chúng ta lại uống rất nhiều thuốc nữa, nó còn tương tác thuốc với nhau. Và trong điều kiện mà sức khỏe ta không tốt, có thể hoặc là bệnh nền, có thể đẩy đến cái bệnh nền nặng hơn và có thể tử vong bởi vì cái việc đó. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà nên bình tĩnh, cần tuân thủ theo phác đồ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, không tự ý mua các loại thuốc bán trôi nổi trên thị trường để rồi tiền mất tật mang.